Ôi ôi nhìn thấy hết biết rồi. À ôi ôi đâu giấu trong này không? Nguyên lô bay vậy luôn hả? bay À, được 20 cây, 20 cây nha anh chị. Cái cây này mình kéo ra nổi không ta? mình nói kéo mình kéo sụt lui ra chút xíu nữa được không? Hai này mình kéo đó. Đây. Rồi rồi ok, ngon lành cành đào. Rồi anh cho em thông số đi. Mai nguyên thủy mà dán bay nha anh chị. còn gốc nằm sát quá. À mình đo phong phẩm đi. Ôi ôi nó bự vậy đó hả? Mình thân được 25. À quanh thân 25 đó. Chiều dài á, dáng bay thì được 1m4. Dạ em xin chào anh chị yêu thích Mai Vàng đã tới lịch kênh kênh Đại Thảo. Hôm nay tiếp tục đến xã Vĩnh Thành, đến vườn mai của anh Nguyễn Hiền ở xã Vĩnh Thành ấy, chuyên cung cấp những cái loại mai nguyên thủy nè. À, rất là nhiều luôn, số lượng rất là nhiều. Thì hôm nay thì bên kênh sẽ giới thiệu vườn mai của anh Nguyễn Hiền, thì các con chị bỏ thời gian ra theo dõi nha, coi được thì ủng hộ cho vườn mai. Thì để quay sơ lược cho anh chị mình xem, số lượng rất là nhiều luôn nha anh chị, dài tuốt bên kia luôn. À, nhìn thấy khủng khiếp luôn nha, đây dài dài qua đây luôn. Thì bên vườn thì cũng có bán sỉ nữa anh chị, rồi bán lẻ nữa nha, nên là anh chị nào có yêu thích dòng mai này muốn mua đi bán lại thì cứ điện thoại trực tiếp cho anh Nguyễn Hiền giùm em. Đây nút nụ là bao của anh chị mình luôn, rất là nhiều luôn. Bên vườn mai thì cũng làm rất là đạt ha. Thì số lượng và thông số chiều cao tán ngang, và cái giá thì em sẽ vô gặp ngay chỗ anh Hiền để cho anh Hiền giới thiệu chi tiết hơn cho anh chị mình nha. Đó như mấy mặt hàng này anh chị thấy nè, nút nụ nè, nụ như mấy những lò giảo luôn anh chị, cũng khá là đẹp luôn ha. Rất là nhiều cây giả lại là nút nụ chi chít tay nha anh chị. Rồi để em không mất thời gian của anh chị nên xin phép clip gặp anh Nguyễn Hiền để giới thiệu với anh chị mình luôn. Em chào anh Hiền. Xin chào anh. Hôm À địa nay chỉ đến vườn em xin giao lưu và 200 gốc mai tàng dạ cần chậu. dạ Thì địa chỉ em là ấp Phú Hội, xã Vĩnh Thành, huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre. à Số điện thoại liên lạc 0985 569 389. à cũng là số Zalo luôn phải không anh? Đây là số Zalo luôn. À hôm nay mình giao lưu loại mai nguyên thủy phải không? Rồi mai nguyên thủy. Dạ đây những loại mặt hàng bên vườn mai của anh Hiền nè, mời anh chị em xem nút nụ nha, quá chừng luôn ha. Nuôi nuôi cây rất là đạt nha anh chị, anh chị thấy nút nụ nè đó, mỗi nách lá luôn, nút nụ rất là to rất là khỏe. Số lượng mình nhiều không anh Hiền? Số lượng được 200 cây anh. À rồi anh nhắc cho em đi dạo vòng vòng cho anh chị mình xem tham quan luôn nha, trước thì tham quan sau thì anh chị nào yêu thích dòng này cứ điện thoại trực tiếp cho anh Hiền giùm em đó, quá chừng luôn 200 cây. Đây cái dòng này là mặt hoa nó làm sao vậy anh Hiền? Hoa từ 6 đến 12 cánh. À 6 đến 12 cánh nha anh chị. Anh chị mình xem nút nụ nè, quá chừng luôn, rất là khủng ở ngoài, anh chị mình rất là thấy mê luôn anh chị. Đây anh coi cái nào, lấy thông số giùm em một cây cho anh chị mình biết đi. Anh lấy một cây hàng trung trung vậy đó. À cây nào, cái này hay gì? Lấy cái này đi. À lấy cây này. À, rồi anh đo hoành gốc chiều cao tán ngang giùm em nha. Ôi ôi để em chung vô. Ôi gốc nó no dữ vậy đó ha. Mình gấp cái này là được 26. Dạ hoành gốc 26 đó anh chị thấy quá chừng, nó không vàng luôn tán ngang. Anh cứ thọc thước qua đi em coi cho, quá trời khủng, tới không anh gục dướng dướng nè, quá trời đặt cái thang mà qua nữa đi. Rồi tán ngang thì 1m7. à, tán ngang 1m7 nè anh chị, mình coi nút nụ nè đó, quá chừng luôn nha anh chị. Chiều cao, chiều cao dưới mình lấy lên thọc lên nè. Không tới nè. Dạ đó anh chị thấy không? Ôi ôi không tàn tới chưa, chưa lên nữa, lên 2 tấc nữa anh. Rồi chiều cao 1m9. à chiều cao 1m9 đó. Cái lô này mình còn 200 cây hả anh? 200 cây này. À cái nó nằm chậu mấy hả ta? Chậu 6. À rồi cái lô chậu 6 này á là thông số mình đã đo rồi, mà mình giao lưu nhiêu tiền cây vậy anh Hiệt? Giao lưu giá tại vườn là 1,6 triệu một cây. À giá tại vườn là 1,6 triệu 1 cây. Còn ví dụ như anh chị mình có lấy 1 cây 2 cây lẻ anh có ship được không? Thì cái ship vẫn được nhưng giá À cả thì thỏa thuận. à cũng như là phụ thêm tiền ship của anh phải không Dạ đúng cho rồi. anh. À cũng như trung bình 1 cây như vậy, nếu mà cái cây lớn như vậy tầm khoảng là 250.000 tiền phí ship đó anh chị. Nếu mà anh chị mình lấy 1 cây ha, thì anh Hiền sẽ gửi cho anh chị mình, rồi anh cũng như là anh chị phụ thêm 250.000 tiền phí ship đó nha. Đó đây
Còn nếu mà tới vườn thì chỉ có một triệu sáu phải không anh? Một triệu sáu anh. Nè, mời anh chị mình xem nè. Từ cái tên em quay xuống cho anh chị mình có tàn rất là tròn kính luôn nha. Cây nào cũng vậy, bao 100% hết. Tại bên vườn của anh Hiền làm thì rất là đạt. Nút nụ thì cây nào cũng vậy, tên nhanh gì. Quá chừng, có cái này nút nụ quá chừng luôn ta. Mặt hoa thì bên vườn sẽ bao cho anh chị mình là từ 6 đến 12 cánh. Trở lại là cánh tròn khít nha, chứ không có cánh chuồn chuồn, cánh thưa nha anh chị. Nút nụ nào quá chừng. Cây này cũng chung lô luôn phải không? Chung một lô luôn. Ôi ôi sao mà cái này nút nụ dữ thần ta. Đó, đây. Tại vì bên vườn á, thường hàng năm là đi lên tới ở chỗ điểm bán cây lẻ, cây ở trên khu vực, cái này mình mua ở Long An ha, gì anh? Ở Long An. Ở Long An nên là đã tuyển chọn cái mặt hoa hết, anh chị cứ yên tâm khoảng đó nha. Đặc biệt cây thường chậu nè, lên đế nè, nó rất là khủng luôn. Đây mà anh chị xem, cây thì đế, nó tròn hết nha. Nó nút nụ thì mỗi cây, cây nào cũng vậy hết trơn nha anh chị. Ôi, có mấy cây này. Nè, anh chị thấy nè, mặt hoa Mai Nguyên Thủy. Ủa, nụ, nụ Mai Nguyên Thủy mà như giảo. Ui, sao khéo dữ anh. Quá chừng luôn. Đây dài cũng tới kia luôn ha. Đúng rồi. Đây. Số lượng là 200 cây. Anh chị mình đến vườn với giá là 1 triệu 6 một cây tại vườn. Còn anh chị nào muốn mua lẻ một vài cây thì anh Hiền vẫn ship. Phụ thêm tiền phí ship nha anh chị. Quá chừng luôn nè, em dơ hết cái máy lên cho anh nhìn xem. Đó. Ôi ôi, nút nụ. Rất là khủng luôn nha anh chị. Cái lô này anh chị nào muốn mua đi bán lại á, thì bên vườn á, có cho gửi nền được không anh? Dạ, có cho gửi nền. À, cũng có cho gửi tại vườn luôn ha. Để tới đặng lại lá đồ này kia, chuẩn bị trên chậu đồ đi Tết nha anh chị. Ờ, có cái này. Cây này sau lá nó toàn dưới anh Hiền. Dạ, cây đó. À, con cây này chắc đâu chưa thấy bông hả? Thấy bông chưa? Cây đó chưa thấy một bông. Ôi ôi, nút nụ của anh nè, lá nó tròn nó dày. Lá này giống siêu bông mình lợi dữ ta. Nhưng mà mặt hoa thì bên vườn bao nha anh chị, bao đủ cánh nè, bông đẹp. Ôi ôi, em quay trên quay xuống cho anh chị mình xem nè. Nó kính bít luôn nha anh chị, tròn mà nó kính cũng khiếp lắm. Rất là mê luôn, mê ly. Đặc sản Mai Nguyên Thủy. Đây. Mỗi nét lá luôn, cái này em không có lựa nha. Em dạch nè, dạch lên cho anh chị mình xem nè, tham khảo nè. Có được ủng hộ cho vườn mai nha anh chị. Số lượng rất là nhiều. Có cái gốc nào mình lấy thêm một vài gốc nữa, mình đo hoành một vài gốc nữa cho anh chị mình tham khảo đi. Ôi, nó lên đế tần ta. Cái này mà anh chị nào có diện tích đất rộng á, mình mua về trồng lên rồi đế rất là đẹp nha. Đây. Ôi, có cái này cũng đảo quá tại. À, anh chị mình chơi Tết xong á, nếu mà thích để tàn lớn như vậy thì để, còn nếu mà không thích thì có thể mình cắt, mình giật cốt xuống ha. Mình sẽ ghép những loại giống mà mình yêu thích. Đó. Mà cái tàn này nếu mà Tết anh chị mình ủng hộ cặp thôi, người cặp thôi. Để ngay trước cửa ha, trong nhà cái là nó bít luôn. Cành nhánh rất là lực nha anh chị. Cây thì cực kỳ sung, anh chị thấy lá nó không có một miếng bệnh luôn nữa. Đó. Đây. Quá chừng luôn. Rồi, cái lô mai này mình còn lô nào nữa không anh Hiền? Dạ, còn một lô chậu 7 là 25 cây. À, đâu mình giới thiệu cho anh chị mình luôn nha. À, nút nụ rất to. Quá chừng nút nụ nãy giờ, có quay kỹ lưỡng cho anh chị. Nó đơm hết tân luôn nè, anh chị thấy nè. Mỗi nách lá luôn nè. Ôi ôi, dập ra nhìn thấy nó đen hết tân luôn mà, khủng khiếp luôn. Đây, cái lô chậu 7 đâu mình giới thiệu với anh chị mình luôn nha. Đi luôn. Qua coi cái lô bên kia phải không? Rồi dán bài, dán bài là được 20 cây. À, có dán bài nữa hả? Dạ, đây. Hàng VIP anh chị ơi, anh chị nào yêu thích cái loại dán bài thì điện thoại trực tiếp cho anh Hiền giùm em. Chị thấy khủng khiếp. Giờ em chen vô trong này đi luôn nè. Đó, em quay trực tiếp nhìn xem nha. Trong quá trình đi có lắc có mệt, chị thông cảm nha anh chị. Hết biết cái lô mai này luôn. Tàn túa ta đem chụp xuống. Đó. Dài qua trong kia luôn. Đây. Rồi. Anh Trinh giao lưu vườn mai của anh Hiền nè, ở xã Vĩnh Thành. Nó qua này có nở được vài qua nè. À, nó nở nhưng mà còn không, còn thấy không? Gió còn thấy. À. Ôi ôi, cái bông nó bự nè. Cái này Mai Nguyên Thủy cũng chung lô luôn phải không anh? Chung một lô luôn. À, chung một lô nè, anh chị mình thấy mặt hoa nè. Rất là đẹp nha, như cây mai này nè, nút nụ nè. Anh chị nào muốn lấy một cây thì cứ điện thoại ha, lấy cây này đi chắc cứu 100% mình. Hoa rất là đẹp rồi. Đây. Rồi mấy cây dán bay đi. Một lô mai dán bay.
khủng khiếp cái vườn mai này. Đây nè, em quay bên đây cho anh chị em xem nè, quá chừng đẹp luôn nha anh chị. Ôi ôi, nhìn thấy hết biết luôn. À ôi ôi, đâu giấu trong này không? Nguyên lô bay vậy luôn hả? À, lô bay được 20 cây. 20 cây nha anh chị. Cái cây này mình kéo ra nổi không ta? Nổi. Mình kéo sụt lui ra chút xíu nữa được không? Hai này mình kéo đó. Đây. Rồi rồi, ok, ngon lành cành đào. Rồi anh cho em thông số đi. Mai nguyên thủy mà dán bay nha anh chị. Mình góc nằm sát quá. À, mình đo phong phẩm đi. Ôi, ôi nó bự vậy đó hả? Quanh thân được 25. À, quanh thân 25. Chiều dài, chiều dài dán bay thì được 1m4. À, nó bay được 1m4. Ôi ôi cái tàn. Ngang 1m1. Tán ngang 1m1 nha anh chị. Quá chừng cái mai bay nè. Kỳ sung luôn nha. Chị thấy nút nụ trong nè, quá chừng luôn. Ôi ôi, nằm trong nắp trong này nè anh chị, khủng khiếp luôn nha. Đó, cái số lượng bay này mình còn khoảng nhiêu cây nè anh Hiền? Dạ còn 20 cây anh. 20 cây ha. Đây là cái thông số đó, là chiều bay đó, mới nãy mình nói nhiêu, 1m4 hả? 1m4. À, 1m4 ngang 1m1. Dạ thì cũng trung trung, ví dụ như có hơn hoặc là có dưới chút xíu nha anh chị, nhưng mà này em thấy là 1m4 đổ lên không chứ không dưới đâu. Ôi ôi, chị coi như cái mây ghép đó, rất là đẹp luôn. Đó, hoành gốc thì cây nào cũng nó cũng bự mập hết trơn ha. Cành nhánh ha, chị thấy nó nằm thẳng luôn nha. Quá chừng đó. Rồi cái lô này mình giao lưu sao vậy anh? Cái này em giao lưu tại vườn là 2 triệu một cây anh. À, tại vườn là 2 triệu một cây, mà con mình có ship lẻ được không? Dạ được. À, ship lẻ thì cái tiền chi phí thì cái anh chị nếu mua thì phụ chút đỉnh. À, phụ thêm ha, cũng như cây khoảng 250.000. Dạ, đó, mấy cây này lớn lắm nha anh chị, hoặc là 300.000 tùy theo. Xa gần nữa anh chị cứ liên hệ trực tiếp với anh Hiền giùm em. Anh chị coi nút nụ nè, quá chừng luôn. Để quay cho anh chị xem tham khảo một vài cây đó nha. Đây nè, nó nằm chùm bẹp luôn. Mấy cây này có đế đều đều như vậy hết luôn hả anh Hiền? Dạ, có đều hết. Ôi ôi, đó, anh chị thấy nè, quá chừng luôn nha. Mày bay, mà cái này mình ship đi không có ship chậu phải không? Không. Nãy giờ em quên nói, để nhiều khi ship chậu phí cao lắm. À, cứ nó bể chậu nó bị hư cây. Ôi ôi, có cái cũ nè. Ôi đã dữ rồi. Ôi lên đế. Đó, anh chị thấy nè, một cây mai bay nè. Mai nguyên thủy mà bay nữa. Đó, rất là đẹp luôn. Đế thì nó nằm vậy. Đế nằm nằm vậy tên phải không? Cái này nó nằm chậu mấy hả ta? Chậu 6. Chậu 6 phải không? À, nói cho anh chị mình biết, để anh chị nếu mà có ủng hộ cho vườn của mình thì anh chị sẽ chuẩn bị cái chậu trước dài qua đây luôn. Nút nụ là bao với anh chị mình luôn nha. Còn mặt hoa cũng bao từ 6 đến 12 cánh. Nó cánh tròn khít bự nha. Dài đây, quá chừng nút nụ. Ôi ôi, công nhận anh nuôi lá đẹp thiệt chứ ta. Đó, anh chị mình thấy nè, nguyên cái vườn bên kia nữa nè. Em quay vườn kia. Đó, khủng khiếp chưa? Hết biết cái lô mai này thiệt. Dài vô một cái lô mai bay này. Anh chị nào ủng hộ hết luôn thì đến vườn lấy ủng hộ hết thì bên vườn của anh Hiên cũng cho gửi vườn nha anh chị, gửi tại vườn đó để cho anh chị mình lấy lá ăn sắp xếp chu để trở về nha. Rồi tiếp theo mình trình giao lưu vườn mai của anh Hiền nè, ở xã Vĩnh Thành. Lô mai này lớn hơn nữa nha anh chị, lô này chậu 7 phải không anh Hiền? Lô này chậu 7. À rồi, anh lấy thông số giùm em đi. Đó, lấy thông số cây này đi. À, cây nào cũng được, nếu mà lấy cây giao đúng cây là được. Anh chị thấy cái này là hoành 29. Hoành 29 ha. Đo tuốt cái tên nha anh chị, nếu mà đo cắn dưới được khoảng 30 ba mấy luôn á. Đó, tại cây này cây đế nở không. Đó, cành nhánh thì chi chít hơn nha. Để em thay qua bên kia. Để nắng nó chá anh chị thấy không có bị gầy. Ôi ôi cái cây. Cái ngang nhiều. Coi bánh tới chưa? Dạ, để em qua em coi coi. Chưa qua nữa anh ơi. Rồi. Tán ngang 1m7. Tán ngang 1m7 nha anh chị. À, hoành 29, tán ngang 1m7. Anh chị mình thấy nút nụ nè. Mỗi cây luôn nha. Giao đúng cây đúng hàng cho anh chị cứ yên tâm nha. Số điện thoại của anh Hiền thì em sẽ đã ghim tiêu đề ha. Có gì kết bạn Zalo. Rồi được rồi. Chụp xuống tắt. Rồi ok. Tán chiều cao được 2m1. 2m1. Chiều cao 2m1. Đó. Rồi cái lô chậu 7 mình giao luôn nhiêu tiền cây vậy anh? Lô chậu 7 này em giao lưu giá tại vườn là 2 triệu một cây. 2 triệu một cây. Đó. Thì ship đi thì anh chị mình cũng phụ thêm tiền phí ship, tầm này khoảng chắc khoảng gần 300.000 quá. 208 300.000.
Ôi ôi nút nụ nè, nó về về luôn nha anh chị. Tới vườn thì cũng có cái giá ưu đãi hơn nếu mà mua số lượng nhiều nha. Ôi ôi nút nụ nó bự, nó cối cối luôn. Cái lô này mình còn nhiều ít nè. Lô này em cần được 25 cây anh. 25 cây. Nút nụ rất là to luôn. Rất là đẹp luôn, nãy giờ cũng có quay cho anh chị mình xem. Quá chừng luôn mình. Như cái mai giảo đó. Mà nhánh công nhận anh tề riết, anh bấm riết mà nhánh nó lực đó nè. Như vậy là nở cái bông nó mới bự nha anh chị. Chứ mà nếu mình bỏ nó dài quá, nó thọt quá thì nó bị yếu quá, nó nở bông không có to được. Đó, dài trong này chi chít trên. Em sẽ quay ở trên, quay xuống cho anh chị mình xem một vài cây nè. Đó. Chị mình thấy ha, bông tàn rất là khủng luôn nha. Đây. Em đi xây tròn 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 cây này chắc lâu lắm mới giáp được cái cây. Bự dữ lắm, ở ngoài anh chị mình nhìn thấy nó khủng dữ lắm nha. Hết biết không? Quá chừng cái cây. Có cây nào mà nó lùng lùng hơn không anh Hiền? Đâu anh đo giùm em thử cái kiếm thử một vài cây lùng á, để nhiều khi anh chị mình cái diện tích nhà nhiều khi nó hơi thấp á. Đó, rồi cái nó Lùng thì sẽ có cái này hay lùng hay lùng có cái này là lùng hả? này và cái đây thì nó cũng tầm Khoảng mấy 9 đến 2 mét đi ha. chắc khoảng 2 mét đi. Khoảng 2 mét mà anh chị thấy cái con tàn còn ít biết luôn. Đó, cây này là lùng trong cái lô mai lớn này nha anh chị. Nó nằm chỗ 7 anh chị thấy nút nụ nè. Ôi ôi. Cái mai thiệt. Ngoài nhìn thấy ghiền lắm. Cái tông này lực kia lực bông quá tí đạt luôn. Chẳng như cái này anh tè dữ lắm phải không? Anh bấm đọt dữ lắm Đợt nên là nó bấm cứng. đọt dữ lắm. Nhặt cho nó lực cái xương á, nó nở cho đẹp. Nó nở cái bông nó mới bự, giả lại là nó nở không bị chẹt bông gió nữa anh chị, nó không có nở bông chẳng như bị đột á. Kinh nghiệm của nhà vườn nha anh chị coi hãy tham khảo nha. Rồi hôm nay anh giao lưu như đây ha Giờ năm nay giờ luôn. anh. Rồi cuối clip chia sẻ với anh chị mình ít lời đi, muốn sao thì cứ trình bày với anh chị mình. Thì chỉ mong cô bác anh chị ủng hộ vườn nhà em. Xin cảm ơn. Rồi dạ rồi vừa qua em có giới thiệu vườn mai của anh Hiền ở xã Vĩnh Thành nè, đặc biệt cũng gồm có 3 lô mai nha. Lô nhỏ cái lô chầu chầu sáu, cái lô chầu bông này là chầu 7 nè. Bên cạnh đó thì có lô mai là mai mai bay nha anh chị, nó nằm tuốt cái tên kia em không có lên quay lại cho anh chị mình xem được nha. Thì em cũng rất mong chị xem và ủng hộ cho vườn mai. Thì bên vườn mai cũng có ship lẻ một vài cây nữa, thì anh chị mình coi có thể là nếu mà yêu thích dòng mai này thì cứ điện thoại trực tiếp cho anh Hiền giùm em. Cái nhất cái thứ hai nữa, nếu mà anh chị nào muốn mua đi bán lại thì cứ tới tận vườn ha, tại số lượng mai cũng còn rất là nhiều. Cái nhất cái nữa là những cái bên cái mặt hàng bên vườn mai của anh Hiền này cũng có cho gửi nền gửi tại vườn để anh chị mình có thể là mua đi bán lại ha, sắp xếp chỗ để. Đó, những cái mai này rất là đẹp luôn. Nói chung là những cái phong tàn nó rất là lớn mà vườn thì cũng chật. Thì trong quá trình mà em quay cho anh chị mình xem á, thì nếu mà có gì mà nó bị lắc, bị rung, bị mờ thì anh chị mình thông cảm nha. Đó, tại vì cái lô mai này ở ngoài này chặt, anh chị thấy cái đường đi nó chỉ có chút xíu à, chen vô là không có được luôn. Đó, nuôi cây bên vườn mai thì nuôi cây rất là đạt luôn anh chị. Rồi thì em cũng xin kết thúc video tại đây. Cảm ơn anh chị đã bỏ thời gian theo dõi rất là nhiều ạ. Dạ, em xin hẹn lại clip sau ạ.